Ông chủ định thông hồng à? Không. Tôi nghĩ đây vẫn là con đường rút lui an toàn nhất. Thì bà Lan này, ta làm từ thiện để làm cái gì chứ? Không phải dùng vào lúc này là lúc nào nữa. Việc đến rồi là mình làm thôi. Ai cho chúng mày nhóm lửa hả? Anh ạ. Bọn em lâu gói mì. Mì à. Dập ngay đi. Muốn dẫn biên phòng vào đây à? Dập đi. Hoàn ra đâu? Lão đi tuần rồi anh ạ. Hai thằng chúng mày tản hết ra mà canh gác. Dựng cái mắt lên, bỉnh cái tai lên. Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Tập trung vào. Đi đi. Báo cáo các anh, ma túy đã được tập kết ở nhiều điểm khác nhau, nhưng vẫn chưa được chuyển về nương nhà Hề như phán đoán của chúng ta. Chúng đang chọn thời điểm, hay còn vấn đề gì ở đây? Chúng ta phải làm rõ. Nhiều khả năng, nương của nhà Thảo Ba Hề chỉ là Bình Phong. Người của Mai Văn Đoàn có thể cải trang thành thương lái, sau đó trực tiếp vận chuyển hàng từ các lán tập kết về xuôi. Thời điểm này, rất nhiều thương lái ở dưới xuôi lên đây để mua nông sản. Bọn chúng rất dễ trà trộn, ngụy trang và chuyển hàng về xuôi. Chúng ta phải xây dựng ngay phương án ứng phó nếu xảy ra trường hợp này. Nếu trường hợp phát hiện ra Mai Văn Đoàn vận chuyển hàng về xuôi, chúng ta phải đồng loạt kiểm tra bắt giữ và tiến hành mở rộng điều tra. Nếu vậy, chúng ta cũng chưa thể làm rõ được Thảo A Hề hay Mai Văn Đoàn là trùm của đường dây này. Thưa bà con, năm nay đồng mồ ngon lên giá. A Hề đi có cái ăn một lần để mời bà con nghỉ một ngày, hôm nay uống rượu thịt thoải mái. Nếu thiếu thì lại thịt tiếp. À, cái thằng A Bảo đây nhỉ? Thằng A Rể con không thấy. Mọi lần là có cái ăn là có mặt nó ngay nhờ hơn, thì không thấy nó cả. Bà con yên tâm nhá, ai không tới được sẽ mang tới tận nhà. Này, A Chú. Mà không ra chia thịt cho bà con à? Chưa tìm ra được manh mối gì cả. Đó là con rể tao, nó hiểu tao, rồi nó sẽ đến tìm tao. Hay nó làm gì thằng Cương rồi? Nó dám à? Thôi, mày ra chết thịt cho bà con đi. Tôi có ý kiến bổ sung tin ngoại biên. Đoàn nhận được rất nhiều đặc quyền từ tổ chức Rừng Trắng, không loại trừ Rừng Trắng đã nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Cũng có thể Mai Văn Đoàn làm ăn hai mang. Một mặt vẫn tuân thủ theo cái sự phân công của Thảo A Hề, mặt khác vẫn đơn phương làm ăn với Rừng Trắng. Số ma túy hiện tại của cả Hề và của riêng Đoàn phần lớn là của Đoàn và Rừng Trắng. Đoàn vừa vận chuyển hàng về cho Hề, vừa lợi dụng cái bóng của Thảo A Hề để vận chuyển hàng cho mình. Rừng Trắng mới quay trở lại Mường Luông, trong khi đường dây ma túy này đã tồn tại từ khá lâu rồi. Tôi khẳng định người đứng sau tất cả những chuyện này chính là Thảo A Hề. Nếu vậy, thời cơ phá án chưa chín muồi. Chúng ta vẫn phải tính toán những bước tiếp theo của chuyên án.
đã mất dấu Mai Văn Đoàn. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Rõ. Báo cáo đồng chí trưởng ban chuyên án, đối tượng Mai Văn Đoàn đưa vợ lên thành phố chơi, nhưng hiện tại đã mất dấu. Ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm khá lắm. Tôi chắc chắn Mai Văn Đoàn đã quay về Mường Luông để chỉ đạo đàn em vận chuyển hàng, triệu tập họp ban chuyên án, phổ biến kế hoạch, triển khai phương án đã dự kiến. Rõ. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ khớp lệnh với lão già nữa là xong. Mày lệ thuộc vào lão ta quá. Không dựa hơi con sói già đấy mà làm được à? Bản làng là của lão, người dân là của lão. Nhưng chờ đến khi nào nữa? Cứ xong chuyến này đi đã. Thằng Cương đang nằm trong tay của lão, mày nghĩ lão chậm mà được à? Mày cứ lấy cái ngón út của thằng Cương gửi về cho bố vợ mày.